Từ hồi bố mình mua nồi chiên không dầu giờ các em chịu khó làm khoai tây nướng quá. À khoai tây chiên quá. Mọi người trông ông miếng nào ra miếng đấy luôn này. Mình sẽ ăn thử miếng luôn. Giờ mình sẽ ăn thử khoai tây chiên này. Có phải cho dầu ăn mà không mà sao nó béo thế? Không cho dầu ăn, thế dầu đâu ra? Cái này như vậy mà các chị có dầu cái gì? Ô vậy á? Ô cái này cũng gần cho dầu. Ừ. Ăn chưa? Ăn rất là giòn luôn. Cái đồ chung dầu này bố mua mấy triệu cơ mà. Ăn rất là giòn, mềm, béo. Bố bảo là mua kiểu gì mà không cần phải không cần cho dầu mà vẫn. Mọi người nhìn là rất là giòn luôn à. Mọi người nhìn giòn chưa? Nóng hổi luôn. Ngon. Ngon quá. Hát karaoke luôn. Trời ơi, anh là cái hết hồn mà. Trời tối rồi. Mà anh đi đâu vậy? Anh đi chọc không? Ra đi. Anh có sao không? Bây giờ thì không sao đâu. Anh đúng rồi, có nồi chiên không dầu này tiện đúng không? Chị Lan ơi, có khi nào không có chuyện đó đâu. Em cho cháu miếng nè. Chú ngủ đi. Em làm cái này chị cho à? Em thử nguội đi. Ngon. Không lẽ ông pháp sư nói đúng? Không được. Cứ ngon ngon là ăn hết của các em đó thôi. Chào mọi người nha. Giờ mình sẽ chấm khoai tây với bột canh. Ngon á. Giòn giòn, béo béo, mặn mặn. Ngọt ngọt. Khoai tây thì mình cầm xuất từ bên nhà chồng về mãi Ninh Bình á. Ngon lắm mọi người ạ. Béo béo mặn mặn ngọt ngọt. Giòn giòn. Ngon quá.